Kính bạch trên thầy, hiện tại con không phải là Phật tử của chùa. Con có một người em gái sống ở Nhật đang theo tu học theo thầy và chùa Ba Vàng. Tức là bạn này là có em gái đang ở Nhật, nhưng mà em gái này là đang tu học theo chùa mình, tức là Phật tử trong đạo tràng xa xứ Nhật Bản. Và con có nhờ em gái con bạch thỉnh thầy trả lời giúp con một câu hỏi ạ. Con rất tha thiết mong rằng câu hỏi của con sẽ được thầy giải đáp qua video để bố con có thể nghe được câu trả lời của thầy. Kính thưa thầy, bà nội con mất năm nay đã được 4 năm rưỡi rồi. Bố con nay đã 74 tuổi, anh trai cả con năm nay 49 tuổi. Con là con trai út năm nay cũng 46 tuổi. Gia đình con muốn được sang cát cho bà nội con dạy vào khoảng cuối năm nay, nhưng lại sợ kim lâu 1368. Và bố con cũng không yên tâm về việc này. Nhưng bố con năm nay cũng đã ốm yếu, sợ rằng càng để thì bố con càng lo. Vì bố con ốm yếu, sợ không cho bà con dạy được. Con kính bạch thầy, con muốn hỏi rằng liệu gia đình nhà con có thể cho bà nội con dạy được không ạ? Có sợ 1368 kim lâu như người ta thường nói không ạ? Con xin thành kính tri ân công đức của thầy ạ. À, đại chúng nghe rõ câu hỏi chưa? Câu hỏi này là bạn hỏi về cái chuyện mà sang cát có sợ kim lâu hay không. Thì bạn sợ kim lâu là vì là năm nay là bạn ấy là 46 tuổi, thế rồi là anh trai thì lại 49 tuổi, sợ là năm xung tháng hạn, và 46 thì sợ là kim lâu. Đấy, ở ngoài người ta có cái cách tính 1368, cái đuôi cái tuổi của mình là rơi vào số 1, số 3, số 6, số 8 thì họ gọi là kim lâu. Phải không? Đó, họ tính như thế. Thế thì kim lâu thì nó sẽ xảy ra cái nọ cái kia. À, họ lo. Thế thì bạn này bạn hỏi mà bà nội của bạn ấy là mất được 4 năm rồi rưỡi rồi. Bố thì 74 tuổi, già yếu bệnh hoạn, cho nên là bạn ấy rất là lo. Thế nhưng bố bạn chính vì cái quan niệm kim lâu cho bố bạn rất sợ. Không dám, nghe không? Thế bạn hỏi và mong thầy trả lời để cho ở nhà bố bạn có thể nghe được và bố yên tâm. Thế thầy xin chia sẻ với bạn này và đại chúng như thế này. Trước hết thì chúng ta cũng phải tìm hiểu về cái tục mà cải táng sang cát đã. Vì đây là cái chuyện liên quan đến cải táng sang cát. Thế thì cái việc cải táng hay mình cũng gọi là sang cát, là bốc mộ hay gọi là tắm cho người mất, hay là dạy, bạn này bạn gọi là dạy, hay là đổi tiểu, thay áo, thay nhà cho các vong linh, phải không? Cái từ nó rất là phong phú, đại chúng thấy không? Nào là đổi tiểu, nào là sang cát, phải không? Nào là bốc mộ, nào là thay áo, nào là tắm rửa cho người mất, nào là thay nhà, nào là dạy, đại chúng thấy nhiều không? Một cái việc cái thôi mà có rất nhiều cái tên gọi tùy theo từng vùng, từng địa phương. Thế thì đây là một cái tập tục của người dân Việt Nam và một số các nước Á Đông. Và nguồn gốc của nó thì nó có mấy cái nguồn gốc như thế này. Thứ nhất ý, là cái phong tục cải táng á, nó khởi nguồn ở Bắc Bộ mình khi mà Việt Nam á, thuộc cái thời kỳ phong kiến phương Bắc đô hộ. Và lúc ấy thì các vị quan lại thương lái của Trung Quốc á, khi họ sang Việt Nam buôn bán, rồi sau đó có những người họ chết ở Việt Nam và phải chôn ở Việt Nam. Rồi sau này thì gia đình họ có nhu cầu bốc cái thi hài đấy chuyển về bên Trung Quốc. Đó. Thì chính cái việc mà cứ thỉnh thoảng họ lại bốc những cái thi hài lên mang về bên kia, lâu ngày nó thành ra một cái tập tục, phải không? Thành cái tục và một cái yếu tố về địa lý nữa là đồng bằng Bắc Bộ chúng ta thì mưa nhiều, ngập lụt nhiều. Cho nên mồ mả ngày xưa cứ chôn ở đồng ở ruộng á, thì có khi là qua một cái vùng, một cái kỳ nó mưa lũ nó ngập hết rồi có khi là mộ nó sụt lún, quan tài trong đấy nó cũng sập, nhất là cái tấm ván thiên nó sập xuống thì mọi người cũng lo. Thế rồi nhiều thứ nó xảy ra, mất cả mộ phù sa nó bồi đắp lên, cho nên nhiều khi cũng phải đào lên để di chuyển đi chỗ khác. Đó. Thế rồi như vậy á, cho nên là nó mới hình thành ra cái tục là bốc mộ.
cái tục bốc mộ nó bắt đầu từ đó. Chứ dân mình thì họ vẫn nặng về cái việc mồ mả. Dân mình thì quan niệm gọi là giàu về mồ về mả, ai có giàu về cả nồi cơm, đúng không? Đấy, các cụ người ta có câu đấy, giàu về mồ về mả chứ ai giàu về cả nồi cơm. Không phải nồi cơm to đầy mà đã gọi là giàu. Tôi giàu là về mồ mả ông bà tiên tổ nhà tôi được táng vào cái chỗ tốt đẹp, đúng không? Xây cho cái mồ cái mả đẹp, đấy mới là giàu. Ra nghĩa trang mà thấy nhà tôi mộ ông bà mộ cha mẹ đẹp, đấy là giàu đấy. Chứ còn không phải mâm cao cỗ đầy, mâm cơm cho đầy mà đã gọi là nhà anh giàu đâu. Nhà anh mâm cơm cho đầy nhưng mà mồ bố mẹ anh, mồ mả bố mẹ anh để cho nó hoang tàn đấy, thì anh chưa gọi là giàu. Đấy, dân mình có quan điểm như thế. Đấy. Thế thì từ cái đó mà dân Việt Nam mình thì rất là trọng về cái ngôi mộ, thưa đại chúng. À, cho nên mới có những cái tục như là cái tục gọi là tảo mộ, thanh minh tảo mộ đấy. Vâng. Thế rồi là đối với tiên tổ thì có lễ dỗ, rồi có cái Tết thì cũng mời tiên tổ ra mộ, mời tiên tổ về ăn Tết, ăn lễ với các con, các cháu. Thì cái đó cũng là một cái văn hóa. Mà thầy nghĩ cái văn hóa là nhớ cội, nhớ nguồn thì nó rất tốt thôi. Vâng. Nhớ về nguồn cội, nhớ về nơi, về người sinh thành dưỡng dục ra mình. Cái đó là cái văn hóa tốt, mình nên duy trì. Nhưng mà còn những cái nào thuộc tập tục thì chúng ta cũng sẵn sàng chúng ta phải trừ bỏ. Và một cái tập tục nữa để hình thành cái tục cải táng ấy, đó là do khi nhà mình nghèo, cha mẹ mất không có tiền no liệu thì tạm chôn cất và mua cái van, cái quan tài nó cũng rất là tạm bợ thôi. Lúc ấy nhiều khi chết nó việc nó rất gấp thôi. Cho nên ngày xưa các Phật tử thấy ngày xưa cách đây mấy chục năm thôi, thầy vẫn đi nhiều làng ấy, là vẫn có rất nhiều nhà là treo cái quan tài ở đầu đầu hồi nhà. Trong nhà mà có mấy cụ già là nhà nào cũng có khi treo một hai cỗ quan tài ở sẵn đầu nhà gác ở đấy. Vì chúng ta biết để lo được một cái quan tài nó cũng không phải dễ đối với cái người ở nhà quê. Và có khi nó là chỉ 1 triệu bạc thôi, nhưng đối với nhà quê là cả vấn đề. Và ăn bữa nay lo bữa mai không dễ gì. Cho nên ấy, khi có tiền là phải sắm ngay một cỗ quan tài cất vào đấy để phòng khi mình chết là có ngay. Đó. Thì nó khó. Thế cho nên có nhiều nhà khó khăn thì họ không có cái điều kiện để sắm quan tài trước. Cho nên nếu bố mẹ chết cái là thôi đóng tạm cái gỗ nào đấy, gỗ tạp thôi. Gỗ thông, gỗ thiếc, gỗ bạch đàn đóng làm cái quan tài. Cho nên nó không chắc chắn. Cho nên khi chết bố mẹ chôn bằng cái gỗ đấy thì vài năm thì cái quan tài nó sẽ mục nát ngay và nó sẽ sập xuống, đất nó đè xuống. Đó, nó ảnh hưởng đến cái thi hài. Đấy là cái lý do thứ nhất, do cái hoàn cảnh khó khăn mà gọi là phải làm cái tang lễ nó vội vàng, không thể có cái quan tài tốt đẹp cho người thân. Cho nên là chỉ vài năm là cái quan tài nó hỏng, cho nên cái đấy là một lý do để sau này người ta phải bới mộ lên và di chuyển hoặc làm lại. Đấy là cái lý do. Thứ hai là vì cái chỗ đất đó, mình chôn đó, nó có thể bị mối, bị kiến, bị nước lụt, và bị đất bồi, linh tinh. Những cái thứ nó ảnh hưởng đến cái mộ, mà cũng là cái lý do để cho người ta phải đào mộ lên, người ta di chuyển đi. Thứ ba là nhiều khi lại vì mấy ông thầy địa lý, ông đến ông soi, ông xem, ông ngắm, ông ấy, rồi là ông thấy trong nhà có chuyện nọ chuyện kia xảy ra, gia đình thì gia đạo thì là gọi là lăng loàn các thứ, loạn luân, rồi con cái thì tán thất, vợ chồng thì chia ly, con cái hư hỏng, vân vân. Thế là mấy ông thầy, ông ấy đến ông phán, ông bảo thế này là nhà động mộ rồi, cho nên là phải di chuyển mộ. Đó, đấy. Rồi bốn nữa là có những người thì muốn cầu công danh, cầu những cái sự tài lộc, cho nên là lại nhờ mấy thầy địa lý, người ta bảo là cái chỗ đất này là tốt này, mang mộ, mang bố mang mẹ đến chỗ này mà táng, thế là lại đào mộ lên mang một chỗ này táng. Đấy, thì đấy cũng là những cái lý do mà khiến cho người ta cứ phải bốc mộ di chuyển, thành dần dần nó thành cái tục bốc mộ mà thành cái tục cải táng này như vậy. Đó, thế thì kính thưa đại chúng á, cái tục cải táng sang cát bốc mộ này thì nó là cái tục rất lâu đời rồi. Mình cũng nói thực là cũng không biết là nó chính xác từ năm nào, nhưng mà nó vẫn thể hiện cái tâm của người sống với người thân đã mất. Và họ
mà với một cái niềm tin là khi mà mình sang cát như vậy thì người đã mất rồi sẽ tốt hơn, vui hơn, được sang cái nhà mới đàng hoàng hơn, nghe không? Đó, thế đấy là cái tâm lý đó. Thế thì nó hình thành những cái tục đấy, chúng ta đang tìm hiểu là cái tục mà cải táng nó xuất phát từ đâu, từ những cái nguyên do nào. Thì đấy nó có mấy cái lý do như vậy. Thế thì bây giờ họ lại còn thắc mắc, vậy thì khi nào thì sẽ cải táng? Cái vấn đề là thời gian cải táng là từ khi người ta mất đến khi nào? Đấy, Thầy đang nói là cái tập tục hiện nay ở thế gian chúng ta. Mà thì cái chuyện bốc mộ thì nó thành cái tục rồi, hầu như nhà nào cũng bốc. Nhưng bây giờ bốc vào thời điểm nào, 3 năm hay 5 năm hay 4 năm là vấn đề. Đó, thế thì thường theo cái truyền thống chúng ta thường là 3 năm thì là cải táng. Mà thì cũng đúng, thường với cái một cái đất mà nó tương đối là ẩm ướt ấy, thì 3 năm là thân thể một người cơ bản là các cái thịt nó đã phân hủy hết rồi, còn xương thôi. Thế còn những cái vùng đất khô quá thì có thể là lâu hơn. Những vùng đất hoàn toàn là cát khô thì có khi 5 năm chưa phân hủy. Nhưng mà thường như đồng bằng Bắc Bộ chúng ta thì 3 năm là thông thường, là cái thịt nó phân hủy. Và cũng là cái thời kỳ gọi là mãn tang. Thế thì thưa đại chúng, cái việc mà sang cát này nó trở thành vấn đề rất là nghiêm trọng đối với người dân chúng ta. Động đến mồ đến mả, sợ lắm, sợ ảnh hưởng động mồ động mả, ta rất là sợ cái câu này. Thế cho nên đến khi mà sang cát là xem hết thầy nọ bà kia, mời thầy địa lý, mời thầy cúng, mời thầy bói đến xem, rồi đi xem lá trầu, rồi đi xem tú bày, tú lơ khơ đủ thứ, đến cả cô đồng cô điếc thỉnh lên xem có xong mộ được không. Rồi bốc mộ thì lại phải tính cái chuyện phải bốc vào nửa đêm đại chúng, và phải tầm khoảng độ 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, tối mù mịt, trời mưa gió rét. Thường mộ thì lại hay bốc vào cái mùa đông, vì thường các cụ nhà ta cũng hay chết về mùa đông nhiều, đại chúng thấy không? Mùa đông giá rét thì các cụ không chịu nổi qua mùa đông đấy, là ra đi vào mùa đông rất nhiều. Đó, cho nên dỗ chạp thì thường hay vào cuối năm, là thế, nó cũng là cái lý do. Đó. Thế mà đúng mùa đông giá rét này đi sang cát bốc mộ, đêm đông giá rét, rất là khổ. Đó. Thế thì có nhiều cái thứ nó sinh ra trong cái việc mà bốc mộ sang cát này lắm. Đó. Thế bây giờ thì theo quan điểm Phật giáo của chúng ta thế nào? Đối với Phật giáo chúng ta thì thi hài của người đã mất thực sự nó chỉ là tứ đại mà thôi. Tứ đại đó là đất, là nước, bây giờ còn là đất nước thôi, còn gió lửa thì đã về với gió lửa rồi. Còn cái tứ đại còn lại chủ yếu là đất và nước, thành phần của đất và nước. Và tứ đại thì bản chất của nó không có gì linh thiêng cả, thưa đại chúng. Đại chúng thấy cục đất ở đây nó có gì linh thiêng đâu, phải không? Mấy cái bát nước ấy, nó có gì là linh thiêng đâu, nó không có linh thiêng. Tứ đại bản chất nó không có linh thiêng, nó không có hồn gì trong đó cả, không có linh thiêng gì nhá. Mà nó linh hay không á, là do cái phần tâm thức, cái phần linh thức. Đại chúng nhớ chưa? Đấy, chúng ta thấy nhớ cái chữ linh không? Linh là phải tâm linh, chứ làm gì có nói là đất mà nó linh được đâu. Nó do có tâm linh nó mới linh. Đấy. Chứ còn bản chất của đất và nước, nó là đất và nước, nó là vật chất. Chúng ta nhớ như vậy, cục đất là như vậy, hòn đá cũng là như vậy. Nghe không? Cho nên có câu hòn đất mà biết nói năng đấy, thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn, hòn đất có biết nói đâu. Nghe không? Nó nói gì đâu, bảo sao nó thế thôi. Thì chúng ta biết, đối với đạo Phật chúng ta biết rất rõ cái thân này là thân tứ đại. Đất nước gió lửa hợp thành thân. Khi mà chúng ta gọi là chết, tứ đại nó trả về tứ đại. Gió lửa thì về gió lửa rồi. Wow. Còn đất nước đây, cái thân này còn lại là đất nước, chôn xuống dưới đất nó lại hoại ra về với đất với nước thôi. Bản chất của nó không có gì linh thiêng. Và nó có chuyện xảy ra thì do vấn đề tâm thức linh thức mà thôi nha. Đấy, vậy tâm thức linh thức này chính là ai? Là tâm thức của cái người đã mất đấy, hay tâm linh của người đã mất đấy, cái người chết đó. Đó, và chính cái việc tâm linh này nếu họ còn chấp trước vào xương cốt, vào xác thịt, chấp trước vào mồ mả thì nó sẽ sinh ra những chuyện rắc rối phức tạp.
Đấy, và phức tạp chính do tâm linh của người đã mất. Mình gọi gọi dễ hiểu là cái phần hồn của người đã mất nhé. Thầy dùng từ hồn là cái từ theo dân dã mình hiểu, chứ đạo Phật thì không nói đến cái từ hồn đâu nha. Đó. Thế thì mọi chuyện ngày giờ năm tháng đều không thành vấn đề. À, vị trí phương vị mồ mả cũng không thành vấn đề. Thì chúng ta biết mồ mả cũng là đất thôi, quan tài cũng là đất thôi, phải không? Nếu là bằng gỗ tốt gì đi chăng nữa, phải không? À, thì cũng chỉ là chất đất mà thôi, không có gì đặc biệt để chúng thấy nhé. Mà nó sở dĩ có chuyện là vấn đề tâm linh. Nếu tâm linh, cái phần hồn người đã mất đấy mà họ chấp trước vào mồ mả, chấp trước vào xương cốt, thi hài của họ thì có chuyện. Cho nên cái vấn đề rất quan trọng là chúng ta phải giải quyết được cái phần tâm linh này, giúp cho tâm linh này họ giác ngộ, họ không chấp trước thì làm gì cũng được, ngày nào cũng được, giờ nào cũng được, chôn đâu cũng được, đại chúng, phải không? Mồ to, mồ nhỏ, hướng nào, đông, tây, nam, bắc, hướng nào cũng được hết đấy, không quan trọng. Đó, cho nên chúng ta thấy Phật Pháp rất là hay nắm được cái cốt yếu, biết được cái mấu chốt ở chỗ nào. Đó. Cái mấu chốt là vấn đề tâm linh chứ không phải vấn đề thân xác, xác thịt, xương cốt, mồ mả, đất cát, không phải. Là vấn đề là tâm linh. Ngay kể cả cái núi Ba Vàng đấy thế, hay cái núi Yên Tử, cái núi nó không tự thiêng đâu thưa đại chúng. Nó thiêng là vì có thần linh ở đó, không? Có thổ địa, có sơn thần, có long thần ở đó. Thế mà núi thiêng ấy, mà núi thiêng là vì có thần, mà thần đến ở là phải có cao nhân, có các bậc thánh tăng, các vị thánh nhân họ ở, thì chư thiên chư thần họ cũng thường hội tụ, nó mới khiến cho cái núi nó thiêng. Chứ còn mà các vị thần họ rời đi hết thì núi chỉ là đống đất, đống đá thôi, có gì thiêng đâu, đưa đại chúng. Cái cây cũng thế, cái cây nó không tự thiêng. À, thế nhưng tại sao có những cái cây mà chúng ta chặt vào cái là chúng ta bị tai nạn ngay? À, đụng vào cái là có vấn đề ngay. Chặt cái cây xong cả nhà lụt bại hết. À, vì cái cây đấy nó có ông thần ông ở đấy. Chúng ta xâm phạm vào cái cây ấy, tức là xâm phạm vào cái nhà của ông ấy, cái thân của ông ấy. Ông lấy cái cây làm thân, cho nên chúng ta bị đó. Thế cho nên tại sao đạo Phật chúng ta dạy là khi mà cắt một cái cây, nhất là cái cây lớn, đều phải đến bạch xin trước với các cái vị thần cây ấy, hàng tuần. Trong một tuần ấy chúng ta không thấy sự kiện gì, không thấy mộng mơ gì, không thấy báo gì cả, chúng ta mới chặt, mới yên tâm. Mà chúng ta lên làm phước cho cái vị thần đấy, à, cúng dường hồi hướng phước báo cho vị thần cây ấy, để họ có thêm phước, họ di chuyển đi một cái cây khác. Đại chúng hiểu không nào? Giống như chúng ta rời nhà, nó phải có tiền để mua cái nhà mới. Đó, nhà Phật mình hiểu về tâm linh nó rõ như vậy cơ mà, rất là rõ luôn. Cho nên giải quyết được đúng gốc rễ rồi, trị bệnh là trị đúng gốc rồi, là nó sẽ phải tốt và an lành. Đó, thế cho nên chùa chúng ta cũng thế, đã giúp rất nhiều gia đình, họ làm những cái tục này bốc mộ rất an lành, chẳng bận gì năm tháng ngày giờ. Đấy, giờ có Phật tử vừa rồi bạch với thầy nữa, nhà con nữa là đào móng xây nhà đúng tháng 7 luôn, phải không? Người ta cứ kiêng tháng 7 là tháng cô hồn, là tháng đủ thứ xui xẻo, những việc gì đó quan trọng không nên làm vào tháng 7. Nhưng Phật tử chùa mình giác ngộ, con làm luôn tháng 7 đấy, phải không? Tháng 7 là vật liệu cái thứ này nó cũng rẻ, mọi cái máy móc cũng dỗi, làm luôn, phải không? Đó. Mà ở đây thầy nói đại chúng, ngày xưa thầy còn ở chùa Lân Yên Tử, Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đấy, cụ cho động thổ xây dựng chùa Lân, tiền viện Trúc Lâm Yên Tử đúng ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Đại chúng ta, đúng ngày đó luôn, đó, năm 2001, đúng ngày mùng 7 tháng 7, và xây dựng có 3 tháng xong cái thiền viện. Đại chúng đấy, có sao đâu, nghe không? À, nó có vấn đề gì? Thế cho nên nếu chúng ta mê tín, chúng ta chấp trước là chúng ta tự làm khổ mình nhé. Như vậy thì bây giờ liên hệ với bạn này, thì gia đình bạn ấy trước khi bốc mộ cho bà nhé, nên làm một cái lễ cầu siêu độ cho vong linh của bà. Nếu có duyên ấy, thì thỉnh được chư tăng đến làm lễ, những chư tăng mà chân tu có giới đức ấy, đến làm lễ khai thị cho vong linh, nghe không? Thì rất là tốt. Thế hoặc nếu mà gia đình không về được thì có thể là về chùa, không thỉnh chư tăng về được thì về chùa, trực tiếp về chùa làm lễ, dự đàn lễ
thỉnh vong linh về bà về chùa làm lễ, nghe không? Cũng được. Kể cả bây giờ là làm lễ cầu siêu trực tuyến vẫn được cơ mà. Đấy, chùa chúng ta vừa rồi đấy, phải không? Làm lễ cầu siêu và độ hôm mùng 8 tháng 7 tháng trước đấy, trực tuyến mà rất nhiều gia đình, các vong linh họ họ được độ, họ về báo gia đình biết, họ hoan hỷ và rất nhiều gia đình được chuyển nghiệp. Đó, cho nên kể cả là tham dự lễ cầu siêu trực tuyến vẫn được. Wow. Thỉnh các vong linh họ thì đi được rồi, còn mình không về được, mình ở nhà, mình tham gia trực tuyến, theo dõi lễ cầu siêu trực tuyến. Còn thỉnh vong linh về chùa, vong linh thì họ đi như là gió mây ấy, wow, như là sóng điện tử ấy. Họ đi rất là nhanh thôi, trong nháy mắt họ về đến chùa ngay, nghe không? Họ về họ tham dự lễ, mình ở nhà mình chỉ cần tác phước hồi hướng cho họ. Đó, đấy nhé. Thế thì Thầy khuyên gia đình bạn nên, trước khi mà muốn sang cát cho bà, ở đây Thầy đã nói là không bận tâm đến chuyện ngày giờ năm tháng. Tất nhiên cũng nên, nếu xem cái vùng đất mà chôn thi hài của bà đấy, nó mà bình thường, ẩm ướt bình thường, độ ẩm bình thường, thì 3 năm, 4 năm là bốc mộ được rồi. Còn nếu có đất trên đồi cao khô thì có thể để lâu hơn nha. Mình hỏi kinh nghiệm những người đi trước, những cái người đã mất trước á nhé, người ta mấy năm người ta sang cát ở cái khu đất gần với nhà mình, thì đất nhà mình nó cũng vậy. Cái cách đấy là cách tham khảo tốt nhất, chứ cũng không phải mời nhà ngoại cảm nào hay mời thầy phong thủy nào đến để mà xem, không cần thiết đâu nhé. Hỏi luôn nhà bác là mấy năm bốc mộ cho cụ, người ta bảo nhà tôi 3 năm tôi bốc là thịt cũng đã sạch hết rồi, phải không? Thế là nhà mình 3 năm hơn là bốc được rồi. Đó, đấy, còn không phải bận đến ngày nào, giờ nào, không phải bốc ban đêm. Thầy nói các Phật tử không cần phải bốc ban đêm, cứ ban ngày mà làm cho đàng hoàng, nghe không? Đấy, tại sao mà trước đây Thầy có nói cái lý do vì sao mà lại có cái chuyện bốc ban đêm? Người ta đưa ra lý do là bốc ban đêm để không có ánh sáng mặt trời, thì vong linh người ta không sợ hãi. Người bảo ma là phải đi đêm, ban ngày là vong linh họ sợ không dám đến, nghe không? Thì là hồn nó không nhập được vào cốt, nằm đêm thì hồn nó mới nhập vào cốt. Nói như vậy đấy thưa đại chúng, rất là liên thiên, phải không? À, thế rồi là bốc ban ngày là xương nó sẽ bị hỏng, nó đen, ánh sáng chiếu vào nó đen, hoàn toàn không đúng đâu thưa đại chúng. Đại chúng thấy không, những cái vỏ ốc, vỏ ếch ở bờ biển ấy, nắng chang chang suốt ngày, đại chúng thấy nó có trắng không? À, vỏ ốc ở bờ biển đại chúng thấy nó trắng không? Mà nó phơi nắng suốt ngày nó trắng không? Vẫn trắng. Cái xương của người mình cũng chả khác gì cái vỏ con ốc ấy đâu, con sò, con ốc ở ngoài bờ biển đâu, phải không? Thế cho nên bốc mộ ban ngày không ảnh hưởng gì nhé. Cái lý do mà người ta đưa cái chuyện bốc vào ban đêm, bản chất nó là thế này. Ở đây Thầy nói luôn để chúng nắm được. Là vì chính các cụ ngày xưa muốn nghĩ giữ lại cái hình ảnh đẹp của người đã mất, của người thân cho con cháu. Khi mà ông bà hay cha mẹ mất, cái hình tướng lúc mất thì nó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn đẹp đẽ. Và cái tâm hình ảnh nó đọng trong tâm trí của con, của cháu. Nó nhìn thấy ông mình, bà mình, bố mình, mẹ mình, phải không? Vẫn là cái hình ảnh đẹp. Thế nhưng mà nếu mà bốc lên ấy, bây giờ mở nắp quan tài cho nó nhìn thấy một bộ xương trắng hếu, một cái sọ đầu lâu đấy, ôi là hết hồn luôn. Mà đấy là ông mình, bà mình, phải không? Và từ đó nó đọng cái hình ảnh, cái bộ xương ấy trong đầu mình. Lần đầu tiên những người đi cải mộ, đi bốc mộ nhìn thấy sợ lắm rồi đại chúng. Không thể nghĩ bố mình, ông mình, bà mình, mẹ mình lại là cái bộ xương như vậy. Và nó làm mất đi, nó chèn vào mất cái hình ảnh đẹp ở trong tâm của con, của cháu. Tại chúng thấy không? Thế cho nên ấy, thực ra mà nói cái lý do sâu xa, các cụ ngày xưa là nghĩ như vậy. Thôi đêm tối thì nó nhập nhoạng, không mà cũng chẳng ai nhìn thấy nó, vì nó lẫn trong bóng tối cả. Có ánh đèn nó cũng nhập nhoạng, nó không bị đọng cái hình ảnh ghê sợ vào trong tâm. Nghe không? Và trong cái bóng tối nó rất dễ mờ đi, các hình ảnh nó dễ mờ, chóng phai mờ. Đại chúng thấy mình làm những trong bóng tối nó hay phai mờ đi, mà còn rõ như ban ngày, nó in vào trong óc luôn, trong tâm luôn. Đấy, đấy là cái lý do chính mà người xưa người ta bảo bốc mộ vào ban đêm, là cái muốn giữ hình ảnh đẹp cho con cháu, không bị chèn vào cái hình ảnh gây rợn cho con cháu về người đã khuất thôi. Đó là lý do chính. Thế thì chúng ta đã hiểu bản chất nó rồi, thì chúng ta làm ban ngày, con cháu thôi, đứa nào mà yếu bóng vía, đứa nào mà sợ cho đứng ra xa, đừng cho nó ra xem xương xem cốt. Còn đứa nào biết Phật Pháp, biết tu rồi cho đến ngắm xương cốt,
đấy, cốt xương bố, xương mẹ, xương ông, xương bà đấy, chết rồi là nắm xương này đấy. À, con đến con ngắm đi, mai mốt thì con cũng là cái bộ xương này đấy. Đừng tham đắm thân xác nữa. À, chúng ta có trong pháp tu của Phật có pháp quán bộ xương đấy, gọi là bạch cốt quán đấy. À, quán bộ xương để thấy rằng mình cũng chỉ là cái bộ xương thôi, mai mốt mình chết nó cũng thế thôi. Bớt chấp trước vào thân xác, không đắm mê thân xác nữa, dễ giải thoát. Ai biết Phật pháp cho nó đến, nó ngắm đi sang cát mà đấy, vào đây ngắm đây này, đấy ông đây bà đây, giờ còn mỗi bộ xương đây này, không? Chứ còn đứa nào nó sợ thì thôi, khỏi bắt cho đến ngắm nhá. Như vậy là chúng ta hiểu rồi. Thế thì thầy chia sẻ với bạn này và gia đình bạn, kể cả bố bạn thế, để thứ nhất không phải đi xem bói, xem toán gì cả, mời thầy cúng, thầy địa lý phong thủy gì, phải không? Nếu cái thời gian bây giờ là 4 năm rưỡi rồi, thầy nghĩ là có thể bốc được rồi, phải không? Vì bình thường người ta cũng 3 năm cơ bản, ở đồng bằng Bắc Bộ 3 năm là ta bốc được rồi, thì 4 năm rưỡi rồi là bốc được rồi nhé. Và chọn cái ngày nào nó phù hợp, con cháu về đông đủ, ngày nghỉ ngơi, thứ bảy chủ nhật đấy, nghe không? Không kiêng vào cái ngày 3 ngày 7 gì cả, phải không? Làm thắp hương lễ Phật rồi, trước đó thì làm lễ cầu siêu cho vong linh, để cho vong linh được về chùa, nghe chư Tăng khai thị xong rồi, tác phước cúng dường cho vong linh xong là bốc, là yên tâm, không có vấn đề gì xảy ra. Cái đó là sự thật, chúng ta đủ lòng tin như vậy và yên tâm mà làm nhé. Con kính bạch sư phụ, con đọc kinh Địa Tạng thấy có dạy rằng nếu người còn sống làm những việc không lành để cúng tế cho người mất, ví dụ như sát sinh, thì phước báu không có mà còn tạo thêm tội cho người đã mất, hoặc làm chậm thời gian đi tái sinh vào cõi lành của người đã mất. Nhưng con cũng nghe sư phụ giảng là không thể hồi hướng việc ác được, và luật nhân quả là ai gieo nhân người ấy hưởng. Thế nên con suy nghĩ thấy hai điều này dường như mâu thuẫn nhau. Người còn sống làm mà lại ảnh hưởng đến người mất thì tội cho người mất quá. Con xin sư phụ giải đáp cho con được sáng tỏa. Con xin chiên sư phụ. Câu hỏi của bạn Vũ Học rất là có học, đúng là có học thật. Câu hỏi rất hay đấy. Như vậy là bạn Vũ Học là có học Phật pháp, có nghe sư phụ giảng cho nên bạn mới thắc mắc. Rất là tán dương những câu hỏi trí tuệ như này, nghe không? Bạn nói rằng bạn tụng kinh Địa Tạng thì trong kinh Địa Tạng nói rằng nếu những người trên trần gian này còn sống mà làm những việc không lành để cúng tế cho người mất, ví dụ như là sát sinh để cúng tế, phải không? Rồi là theo những tà kiến mà cúng tế, thì cái việc làm ấy không tạo thêm được cho người mất chút phước báu nào, mà lại khiến cho người mất còn mất phước, làm chậm cái thời gian đi tái sinh của người mất đi, ảnh hưởng đến người mất. Trong kinh Địa Tạng nói là giống như người đi đường đã đeo đá nặng rồi, đi đường xa đang đeo đá nặng trên người, gặp người quen người ấy lại quàng thêm cho mấy hòn đá nữa, càng nặng thêm, càng khổ thêm đấy. Trong kinh Địa Tạng lấy cái ví dụ như vậy. Thế thì bạn học này, bạn mới hỏi rằng bạn này nghe là sư phụ giảng kinh Mi Tiên ấy, trong kinh Mi Tiên nói là không thể hồi hướng việc ác được. Chúng ta làm việc thiện phước, chúng ta có thể hồi hướng phước báo được, nhưng còn làm việc ác thì không thể hồi hướng cái việc ác được. Việc ác không gọi là phước báo, không thể hồi hướng tội được, phải không? Riêng việc ác là không hồi hướng được, nhưng việc thiện, việc phước thì lại hồi hướng được. Trong kinh Mi Tiên đã giảng và thầy cũng đã giảng cái bài này rồi. Thế thì bạn ấy bảo là thế con thấy mâu thuẫn. Kinh Mi Tiên thì bảo không hồi hướng ác được, làm việc ác không hồi hướng, không gửi, không hướng đến ai được. Thế tại sao mà người sống ở trên trần gian này, người ta làm việc ác, người ta sát sinh, người ta cúng cho ông bà, cho bố mẹ, thì ông bà, bố mẹ lại bị khổ, lại bị thêm tội? Đấy, đại chúng thấy cái bạn ấy đưa mâu thuẫn có đúng không? Đúng không? Rất là đúng. Bạn thắc mắc rất đúng. Thế thì đây là câu hỏi thầy đánh giá là rất hay, để xin chia sẻ với bạn Vũ Học và đại chúng thế này. Trước hết ấy, thì chúng ta học Phật pháp, chúng ta phải tìm hiểu về cái luật nhân quả nghiệp báo. Cái này nằm trong nhân quả nghiệp báo cả.
Và thực sự thì cái thế giới này, cái sự vận hành của thế giới này không có cái gì ra ngoài nhân quả. Còn chúng sinh hữu tình không có cái gì ra ngoài nghiệp báo đâu, thưa đại chúng. Chúng ta đều nằm trong nghiệp báo. Còn tất cả vạn loài chúng sinh thì không có cái gì ra ngoài nhân quả. Kể cả chư Phật cho đến các vị thánh nhân cũng ở trong nhân quả hết á. Không có cái gì ra ngoài. Đã gây nhân thì đều phải tạo có quả hết. Thì cái việc hồi hướng của chúng ta thì chúng ta đều biết chỉ có cái việc phước thiện là hồi hướng được. À, cái này thì đại chúng được học rồi. Còn việc ác không thể hồi hướng được. Đây là bản chất của Pháp. Mọi Pháp bản chất như thế. Trong Kinh Miêu Tiên nói, không thể thắc mắc tại sao việc ác này không hồi hướng được, mà việc thiện lại hồi hướng được. Nghe không? Không thắc mắc thế được. Thắc mắc như vậy cũng giống như chúng ta thắc mắc tại sao chanh lại chua, mà mía lại ngọt. Phải không? Tại sao chúng ta đi thắc mắc chanh tại sao lại chua hả thầy? Mía tại sao lại ngọt hả thầy? Không thắc mắc thế được. Phải không? Bản chất cái sự vật nó là như thế, sự việc nó là như thế. Chanh thì nó chua, mía thì nó ngọt, thế mới gọi là chanh. Mía nó ngọt mới gọi là mía. Phải không? Chứ còn bây giờ bảo tại sao mía, bây giờ mía mà nó chua thì mình lại gọi mía là chanh. Chanh mà nó ngọt thì gọi chanh nó là mía. Phải không? Thế cho nên đây gọi là sự vật như thế. Cái điều ác á, trong Kinh Minh Tiên đã nói điều ác bản chất của nó là co rút lại, nó không thể phổ quát ra. Cho nên điều ác, việc ác không hồi hướng đến ai được. Một người làm một việc ác xong để hồi hướng cho cái người mình ghét ấy, không được. Phải không? Phải không? Ví dụ có ai người ta ghét thầy Thái Minh ở nhà, người ta làm việc rất ác, người ta bảo hồi hướng cho thầy Thái Minh để cho thầy Thái Minh bị cái tội ấy, không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta yên tâm, ai ác mà làm việc ác với mình, hồi hướng cho mình không ảnh hưởng gì hết. Không thể hồi hướng việc ác được đến cho ai. Nhưng mà chúng ta làm việc phước, việc thiện xong thì chúng ta có thể hồi hướng việc phước thiện ấy đến cho người khác được. Đấy là cái luật của nó. Trong Pháp giới này nó bản chất nó như vậy. Nó hiển nhiên như vậy, không thắc mắc được cái chỗ này. À. Thế thì ở đây á, cái vấn đề là liên quan đến vấn đề nghiệp. Và chúng ta biết đấy, nghiệp trong Phật giáo thì có được chia ra rất nhiều cái loại nghiệp khác nhau. Nhiều lắm. À, ở đây thì không phải buổi học chuyên về nghiệp cho nên Thầy không mất thời gian nói. Ở đây đặc biệt có hai cái loại nghiệp, đó là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp tức là nghiệp riêng của từng chúng sinh, gọi là biệt, biệt là riêng biệt đấy. Là nghiệp riêng của từng chúng sinh, từng cá nhân, gọi là biệt nghiệp. Cộng nghiệp là nghiệp chung của một tập thể, và của một nhóm chúng sinh hữu tình. À, một nhóm, một tập thể, cho đến có thể một tập thể lớn, trăm ngàn vạn tỷ chúng sinh cũng có thể là một tập thể, thưa đại chúng. Nhớ, đấy gọi là cái nghiệp chung của cả một cái tập thể này, gọi là cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp này cũng gọi là liên đới nghiệp, thưa đại chúng, để chúng ta dễ hiểu. Đối với biệt nghiệp ấy, thì ai nào, ai làm, người nấy chịu. Đấy là biệt nghiệp, ai làm, nấy chịu. Ai ăn, nấy no, đấy là biệt nghiệp. Ví dụ, như là người cha mà đi ăn cắp hay là buôn bán thuốc phiện thì người cha đấy sẽ bị bắt đi tù. Nếu công an ta bắt được anh này ăn cắp, anh này buôn bán thuốc phiện thì bắt anh ấy đi tù, chứ không ai đến bắt con anh đi tù cả. Đấy là biệt nghiệp của người cha. Cái biệt nghiệp, cái nghiệp riêng. Thế nhưng cộng nghiệp ở chỗ này, chúng ta nhìn thấy xem cái cộng nghiệp đây này. Cả cái gia đình này bị cộng nghiệp với người cha. Khi người cha bị bắt đi tù thì sao? Thì con cái bơ vơ, đói khát, có khi thất học, rồi sinh ra trộm cắp tù tội. Đó, thưa đại chúng. Vì người cha này là lao động chính của nhà, chỗ dựa, bây giờ bị bắt đi tù rồi. Hiểu không? Thế thì cả nhà này, trong đó những cái đứa con của cái anh này bị gánh cái hậu quả chung với nghiệp, con cái bơ vơ, không nơi nương tựa, không có chỗ cấp dưỡng cho nên là đói thiếu, rồi có khi là đi lang thang cù bất cù bơ, rồi đầu trộm đuôi cướp, rồi có khi cũng lại đi tù. Đấy. Mà khi mà người cha đi tù thì cả nhà bị tai tiếng, bị khổ tâm, đại chúng thấy không? Nhà nào mà bố bị trộm cắp hay bị nghiện hút bắt đi tù, cả nhà bị tai tiếng.
Con gái thì khó lấy chồng, con trai thì khó kiếm vợ, đúng không? À, cái nhà ông này ông bố bị đi tù, nói thật mà con nhà tử tế, không ai ta muốn gả con cho nhà này, ngại lắm. Có con gái cũng không muốn gả cho nhà những người này, bố lại đi tù. Có con trai thì không muốn lấy vợ nhà này, bố lại đi tù. Nó ảnh hưởng dữ lắm thưa đại chúng, có phải ảnh hưởng không? Ừ, rất là khó đó. Thế cho nên cái này gọi là cộng nghiệp đấy, cả cái gia đình đấy cộng nghiệp. Và xa hơn chút thì cái dòng họ, cái chi họ đấy cũng bị cộng nghiệp, cũng bị ảnh hưởng. Đại chúng hiểu không? Đấy. Thế nên mà nếu rộng hơn nữa, cái xóm với cái làng ấy cũng bị tiếng. Làng ấy có thằng thì nó ăn cắp, ăn trộm, thì nghiện ngập, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, ít thôi. Thế cho nên ngày xưa các cụ có câu là gì? Một người làm quan cả họ được nhờ. Nó cũng là trong cái cộng nghiệp này đấy. Cộng nghiệp này đấy. Thế rồi lại có câu gì nữa? Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Một người làm phước rất nhiều, nghìn người được hưởng. Một cây nở hoa thì vạn cây khác được hưởng cái hương thơm. Nó là cộng với nhau, đấy là cộng đồng liên đới với nhau. Thế chúng ta đã hiểu cái chỗ biệt nghiệp và cộng nghiệp chưa? Tức là có những cái nghiệp riêng nó chi phối tới một cá nhân, còn có những cái nó ảnh hưởng chung tới nhiều người, cái cộng đồng người, cái tập thể người đấy, liên đới với nhau. Và theo nhân quả ở Phật giáo á, thì cái dòng nhân quả nó ngoài cái mối liên hệ dọc trực dòng trực hệ trực tuyến ấy, mình gọi trực dòng trực hệ trực tuyến, nhân quả nó có theo dòng, thì cái dòng trực dòng của nó thẳng thế này, gọi là liên hệ theo cái trực dòng trực tuyến thẳng, thì nó lại còn có cái liên hệ ngang, cộng đồng liên đới. Thầy lấy ví dụ này để chúng hiểu về cái mối liên hệ dọc, liên hệ ngang của cái dòng nhân quả của nó. Ví dụ, một người lấy một hòn đá ném xuống hồ nước, hòn đá trúng đầu một con cá chết, có phải không? Đấy thì từ cái tay người ấy ném hòn đá đập vào đầu một con cá ở dưới nước, nó chết. Đấy là một cái dòng nhân quả trực tiếp từ người ấy đến con cá, gọi là người ấy giết con cá, đúng không? Thế nhưng mà khi hòn đá ném xuống nước ấy, thì hòn đá nó tạo ra những cái sóng. Cái sóng nó đập đầu vào những con, đập vào những con tôm, con tép xung quanh, khiến những con tôm, tép cũng bị sóng sánh, cũng bị đau đầu một tí chứ. Có phải không? Thì đấy là những cái liên hệ ngang, nó phụ thôi, liên đới. Đấy, thì một việc hòn đá ném xuống hồ mà nó có cái dọc và có cái ngang, có cái trực và có những cái liên hệ, liên đới. Chúng ta hiểu về nhân quả chưa? Đấy, nha, để chúng ta thấy cái chỗ này. Thì nó không phải là cái chuyện hiểu nó đơn thuần chỉ có một chiều, một con đường đâu. Nhân quả nó lan rộng theo tất cả các chiều trong cái vũ trụ này. Nó có cái riêng và có cái chung, có cái biệt và có cái cộng với nhau. Vậy thì trong câu hỏi này của bạn, bạn hỏi là cái người sống ở trên trần làm những việc ác, tại sao những người đã mất lại bị ảnh hưởng? Đây không phải là do người sống làm việc ác rồi hồi hướng cái việc ác ấy đến cho người đã mất, để người đã mất bị tội, không phải. Vì việc ác không hồi hướng được. Người sống ấy giết 10 con lợn để cúng cho bố mẹ thì cũng không phải là do việc giết 10 con lợn đấy hồi hướng đến bố mẹ, mà bố mẹ đã mất ấy, bị quả báo, bị khổ đau, không phải. Mà do đây là cộng nghiệp. Đây không phải là hồi hướng phước báo, hồi hướng việc ác, mà đây là cộng nghiệp. Đại chúng hiểu không? Người đã mất ấy với người còn sống này vẫn đang cộng nghiệp tương tác với nhau. Nó có cái liên đới với nhau, liên đới với nhau. Đó. Thân quyến ruột thịt là có cộng nghiệp gần. À, còn người ngoài là cộng nghiệp xa. Nhân loại thì lại cộng nghiệp xa hơn tí nữa. Đó. Hay là chúng thấy như là cộng nghiệp gần ấy, thì cái lực nó tác động mạnh hơn, ảnh hưởng mạnh hơn. Cộng nghiệp xa thì nó nhẹ hơn, và thật xa thì nó nhẹ hơn nữa, đúng không? Đó. Thầy lấy ví dụ như là chúng ta cùng là dân Việt Nam, có cái cộng nghiệp của dân Việt Nam. Bây giờ đi ra nước ngoài, một người Việt Nam nào đó mà lỡ ăn cắp, người ta bắt được, đúng không? Người ta bêu dếu, người ta bôi nhọ, người ta lên án. Thế thì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta có bị, có thấy ảnh hưởng không? Mình cũng ái ngại, mình cũng xấu hổ chứ, có phải không? Vì mình là người Việt Nam, là mình có cộng nghiệp với cái người đấy. Tuy mình không ăn cắp,
nó ăn cắp nhưng nó là người Việt Nam. Giờ đi sang Nhật Bản mà, đấy là chúng thấy ở Nhật Bản, các cái cửa hàng ở Nhật Bản ấy, thầy nghe có người đi ở bên đấy về nói là họ để những cái biển ở các cái siêu thị ấy, cái nhà hàng này, đề phòng người Việt Nam. Đại chúng thấy có nguy hiểm, mình có xấu hổ không? Rất xấu hổ. Mặc dù mình không ăn cắp, nhưng mình cộng nghiệp với những cái người ăn cắp là người Việt Nam ở bên đấy. Cho nên mình bị khổ. Đại chúng thấy không? Và nhiều khi rồi dân có họ tẩy chay mình. Đó, đấy là mình cũng bị cộng nghiệp, nhưng mà xa xa thôi. Đó, xa xa thôi. Đó. Thế hay là cả thế giới chúng ta đang cộng nghiệp với nhau trong cái đại dịch Covid này đây này. Cả nhân loại cùng cộng nghiệp trong cái dịch Covid này. Cho nên ai cũng bị ảnh hưởng. Chùa chúng ta đây hiện nay chưa có ai bị Covid, nhưng chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Phải không? Không được đi đó đi đây. Đi đâu phải tiêm 2 mũi. Phải không? Phải test Covid rồi mới được đi. Đây là bị ảnh hưởng hết đấy, cộng nghiệp đấy. Thế còn những người bị nghiệp nặng á, là bị mắc rồi. Rồi có khi là mất thân. Đó, đấy là những cái mà nghiệp nặng. Đó. Thế thì chúng ta mới hiểu là cộng nghiệp nó có cộng gần, cộng xa, phải không? Với nhau, chứ không phải là nó như nhau hết cả. Thế thì trong cái chuyện này, giữa người sống và người mất vẫn có liên hệ với nhau. Đại chúng ạ, à, chứ không phải là chết là hết không liên hệ đâu. Đấy, chúng ta thấy đấy, mẹ 500 kiếp trước của Ngài Xá Lợi Phất mà bà ấy vẫn còn về. À, bà làm ngã quỷ, bà về, bà báo cho Ngài Xá Lợi Phất. À, xin Ngài thôi, Ngài làm phước cho con, để cho con thoát kiếp này, con khổ quá. Và Ngài Xá Lợi Phất mới đi, Ngài Mục Kiều Liên mới biết câu chuyện đấy, Ngài mới đi khuyến tấn ông vua Bình Sa, xây 4 cái thất, cúng dường cho Ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài Xá Lợi Phất đi cúng dường 4 cái thất đi cho Tăng, lấy cái phước báo hồi hướng cho mẹ Ngài. Đấy, đại chúng thấy không? Cho nên chúng ta với người đã mất thực sự không phải là dứt hẳn liên đới đâu, thưa đại chúng. Nhá, vẫn còn nghiệp với nhau, vẫn còn nghiệp với nhau đấy. Cho nên thầy nói một người trong gia đình chết mà bị đọa thì gia đình ấy cũng bị ảnh hưởng. Vẫn giống như nhà mình có một người đi tù vậy đấy, thưa đại chúng. Nó chỉ khác ở cái cõi thôi. Chúng ta cứ quen gọi là người đã mất, chứ thực ra có mất đi đâu đâu, đại chúng. Cái người gọi là đã mất là họ chỉ bỏ cái cõi giới này, họ chuyển sang cõi giới khác, họ sống thôi. Và họ vẫn đang sống đấy chứ. Có đúng không, đại chúng? Đúng không? Cô hồn họ vẫn sống đấy chứ. Ngã quỷ họ vẫn sống đấy chứ. Nó mất là mất, tạm gọi là mất ở cái cõi này. Giống như chúng ta không ở chùa Ba Vàng thì chúng ta mất ở chùa Ba Vàng thì chúng ta đi về Mạo Khê. Phải không? Giống như cô Thành, tí nữa cô mất ở đây, không có mặt ở đây, gọi là mất ở đây, cô đi về Mạo Khê. Phải không? Thế đấy, đấy gọi là mất đấy. Cõi chúng ta đấy, cái chết này nó không phải là mất đi đâu cả, mà nó thực sự chỉ là di chuyển thôi. Cái người gọi là mất đấy, người vẫn đang sống ở cái cõi của họ, đang đồng thời sống với chúng ta. Cái người ở dưới địa ngục họ cũng đang sống, và đang sống trong địa ngục và sống đồng thời gian với chúng ta, có mất đi đâu đâu. Cho nên thực sự vẫn có liên hệ liên đới với nhau. Đấy, đại chúng thấy không nào? Trong kinh Địa Tạng cũng có những câu chuyện đấy, phải không? Mẹ của mục Quang, Quang Mục đấy, thánh nữ Quang Mục đấy, cũng bị đọa, và rồi được cái duyên mà Quang Mục xuống cứu, mà thế đấy là liên đới với nhau. Thế cho nên đã liên đới đều là trong cái cộng nghiệp cả nhé. Vậy nên cái việc người sống làm việc ác sát sinh để cúng tế cho người mất không phải là hồi hướng việc ác cho người mất đâu. Nhưng người mất ấy vẫn bị cộng nghiệp với thân quyến ở dương thế, cho nên vẫn bị cái khổ lây, cái vạ lây. Giống như chúng ta có một người bị bắt vào tù thì chúng ta cũng đau lòng lắm. Người thân nhà mình bị nhốt trong tù, ta đau lòng lắm. Nó ở trong tù bây giờ nó lại bị khổ nữa, bị hành hạ, thì ta cũng đau khổ lắm chứ, phải không? Thế và nếu mà cái người ở trong tù nghe tin ra ngoài, thấy thân nhân con mình ở ngoài nó đánh nhau, nó bị người ta bắt, bị người ta đem đi xử bắn, thì người ở trong tù cũng khổ lắm chứ. Đại chúng có thấy khổ không? Khổ chứ. Mình ở trong tù, bây giờ nghe tin người thân mình ở ngoài bị làm sao đấy, mình cũng đã khổ rồi. Đó, nó như vậy đấy. Thế thì cũng tương tự như vậy.
chúng ta sống trên trần mà chúng ta làm việc ác thì người đã mất ở thế giới bên kia, gọi là mất chứ họ sống thế giới bên kia, họ bị liên đới, họ cũng cộng nghiệp với chúng ta, cũng khổ lắm. Thế cho nếu một người biết tu, chúng ta biết tu tập, biết hướng thiện, một người biết xuất gia tu hành, thực sự mà nói thưa đại chúng, rất rất nhiều thân quyến của chúng ta ở thế giới bên kia, ở nhiều thế giới khác, họ vui lắm thưa đại chúng, họ hạnh phúc lắm, nghe không? Họ biết à, trong thân quyến của mình có một người đi tu hay có một người làm Phật tử, à là họ biết tu, họ có phước đấy, thôi mình tìm cách kéo về để xin họ giúp làm phước cho. Đại chúng hiểu không? Đấy, cho nên những người Phật tử chúng ta là chư tăng, các thầy đây là nhiều thân quyến trong tiền kiếp, họ tìm về lắm đấy, đúng không? Tìm về họ đi theo mình, có tí phước mà ta đi xin, phải xin người nào có chứ đi xin cái người không có gì ai đi, đúng không? Cho nên chúng ta là Phật tử là trách nhiệm của chúng ta, rất có trách nhiệm là phải cứu độ cho cả thân quyến mình đã mất đấy. Mình phải chăm tu, mình giữ giới, mình biết bố thí, biết cúng dường, hộ độ cho chúng tăng để có phước để cho trợ duyên cho thân quyến nhà mình chứ, đúng không? Đó nhé. Đấy thì cái câu hỏi này của bạn Vũ Học thì rất là tán thán, và thầy giải thích cho bạn để bạn hiểu đây không phải là hồi hướng việc ác, mà đây là do cộng nghiệp mà liên đới nghiệp với nhau cho nên chịu cái khổ với nhau. Đó là cộng nghiệp nha. Rồi.